Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhi xin giới thiệu cho cô chú anh chị cái là món kem đậu đỏ túi. Cái là mới này thì sẽ làm cho kem của mình nó có độ béo và bùi nè, nó không có bị giam đá, và hạt đậu đỏ khi mà mình bỏ vào thang đông nó cũng không có bị cứng nữa. Cái làm này thì mình có thể áp dụng làm ở nhà ăn nè, hay là mình làm để bán, Nhi thấy cũng khá là hợp lý và giá có nó cũng rất là phải chăng. Bây giờ thì mình cũng bắt tay vào làm luôn nha. Bây giờ thì Nhi sẽ đi luộc cái phần đậu trước. Và công thức này thì Nhi sử dụng ở đây là 300g đậu đỏ. Và cái phần đậu đỏ này thì Nhi đã ngâm nó qua được một đêm nè các anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình không có thời gian đó thì mình có thể ngâm với nước ấm trong vòng là khoảng 2 đến 4 tiếng ha. Để cho cái hạt đậu của mình nó khi mình nấu nó sẽ nhanh mềm hơn đó. Bây giờ thì Nhi sẽ cho nó vào đây hết luôn. Với 300g đậu này thì Nhi sẽ nấu cùng với là 2 lít nước. Như sẽ nấu cho nó hơi kha khá như vậy nè, để cho đậu của mình nó ngậm nước đó. Đậu cho mình ngâm nước thì nó sẽ nhanh mềm hơn. Bây giờ thì Như sẽ mở bếp lên và Như sẽ nấu cái phần đậu này cho nó chín mềm ha. Sau khi nấu được khoảng 20 phút thì lúc này cái phần đậu của mình nó cũng đã chín rồi ha. Bây giờ để Như múc lên thử, là Như bóp thử ha. Khi mà bóp vào thì cái hạt đậu của mình nó mềm nhừ như vậy nè. Mình phải nấu cho nó chín mềm như vậy nè, để khi mà mình làm kem mình đông đá lại cái hạt đậu của mình nó không có bị cứng ha. Này, tiếp tục thì Như sẽ thêm đường vào, và Như dùng ở đây là 300g đường, và Như sẽ cho đường vào lúc này luôn để cho cái hạt đậu của mình nó rút đường vào và nó ngấm đường đó, để kem của mình khi ăn nó được đậm đà và nó ngon hơn. Rồi bây giờ thì Như sẽ để đây ha, và mình chờ cho nó thật là nguội hẳn luôn. Khi mà cái phần đậu của mình nó bắt đầu nó nguội bớt thì bây giờ Như sẽ mang nó đi xay ha. Nhưng mà trước tiên đi xay thì cô chú anh chị mình chừa lại một ít đậu như thế này dùm Nhiên ha. Mình chừa lại một ít đậu như thế này để xíu nữa mình cho vào túi để cho cái kem của mình khi ăn nó bùi bùi ngon hơn. Giờ thì Như sẽ múc cho vô cối mình xay luôn. Mình sẽ múc vừa cái vừa nước mình cho vào đây mình xay luôn nha. Mình cho nó lưng lưng như thế này là được rồi. Bây giờ thì Như sẽ mang nó đi xay nha. Xay đậu xong thì Như sẽ cho nó lại vào nồi để mình đi nấu cái phần đậu này lên ha các anh chị. Tiếp đến thì Như sẽ cho thêm vô đây là 1 lít nước cốt dừa. Nếu mà cô chú anh chị mình không thích nước cốt dừa thì mình có thể thay thế giúp Nhiên là sữa tươi không đường nha. Và thêm 100g sữa đặc. Và đây là 200g ít lùng, hay còn gọi là sữa béo các anh chị. Nếu mà các chú anh chị mình không có thì có thể thay thế giúp Nhiên là kèm bột kem béo ha. Và cái loại kết lùng là Nhiên dùng là cái loại này nè các anh chị. Các anh chị mình có thể mua ở cái tiệm làm bánh hay là cái tiệm bán bánh kem đều có hết nha. Rồi, tiếp theo thì Nhiên cho vô đây thêm 50g bột năng nữa. Phần bột năng này thì Nhiên đã hòa tan cùng với một ít nước rồi nè. Mình hòa tan ra cho nó lỏng rồi mình sẽ cho nó vào đây luôn ha. Rồi, lúc này thì cô chú anh chị mình mở bếp lên và mình nấu ở mức lửa nhỏ. Và trong lúc nấu thì cô chú anh chị mình khuấy đều liên tục giúp Nhiên ha, để cho kem của mình nó không có bị dính đít và nó khét đó. Mình khuấy liên tục trong khoảng là 10 phút á, thì lúc này Nhiên thấy là nó đặc hơn nè các anh chị, mình khuấy nó nặng tay hơn rồi ha. Đây, khi mà múc lên á thì nó đặc như thế này đó, cái hỗn hợp kem của mình như vậy là được các anh chị. Rồi bây giờ thì Nhiên sẽ tắt bếp ha, rồi Nhiên sẽ chờ cho nó nguội. Khi nào hỗn hợp kem của mình nó nguội thì mình sẽ cho vô túi sau. Và để đóng túi thì Như sử dụng ở đây là túi có kích thước là 4x16cm này các anh chị. Nếu mà nhà cô chú anh chị mình có túi loại nào thì mình sử dụng loại đó cũng được ha. Trước tiên thì Như sẽ cho đậu vào trước. Tùy theo cô chú anh chị mình thích ăn đậu nhiều thì mình cho vào nhiều ha. Thì cho một ít như vậy thôi. Tiếp đến thì Như sẽ gót cái phần kem vào.
Rồi, cho kem vào xong thì mình bóp cho cái phần kem của mình nó chảy xuống chứ gì. Rồi mình cũng buộc túi như hình thường thôi. Đây, như vậy là xong mà các anh chị. Cứ tương tự như vậy thì cô chú anh chị mình làm lần lượt cho nó hết giùm Duyên nha. Như vậy là như đã vô túi xong hết rồi này các anh chị. À, thành phẩm tất cả tự nhiên vô được là khoảng 50 bịch như thế này ha. Và túi này thì Nhiên sử dụng là túi 4x16cm đó các anh chị. À, vô túi xong rồi thì bây giờ thì Nhiên sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiên sẽ để khoảng là một ngày ha. Rồi sau đó thì Nhiên sẽ đem lên ngăn đông và mạch cấp đông. Mình làm như vậy thì nó sẽ hạn chế tình trạng kem của mình bị giam đá rất là nhiều luôn. Bây giờ thì Nhiên sẽ cho vào ngăn mát nha. Và đây là cái phần kem đậu đen túi, Nhiên đã để trong ngăn đông cũng được vài tiếng này các anh chị. Đây, bây giờ kem nó đã đông lại rồi ha. Nhìn vào thì cái chất kem của mình nó rất là mịn màng luôn. Giờ đi Nhiên cắt ra thử cho cô chú anh chị mình xem cái chất kem ở bên trong nha. Này, khi mà cắt xuống thì Nhiên cảm giác là kem của mình nó rất là dẻo luôn cô anh chị. Khi cắt thì mình rất là khó luôn ha. Đây, chất kem rất là mịn màng. Đây, mình múc nó thử nè. Này, nó không có hề bị giam đá luôn. Này, chất kem nhìn rất là ngon luôn. Kem khi mà ăn vào thì nó có cái vị béo thơm và có cái vị bùi bùi của đậu, ăn rất là ngon. Và cách làm món kem này thì cũng khá là đơn giản. Và với những thời tiết nắng nắng như thế này á, thì có một bịch kem như thế này ăn thì chắc là mát lắm các anh chị ha. Và như vậy thì Nhiên cũng đã chia sẻ xong cái cách làm kem đậu đen túi đơn giản này rồi. Nhiên cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian và theo dõi hết video. Nhiên chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ạ.